Em nhìn thấy cái bàn tay của chị thì bàn tay da tay khô. Người phụ nữ mà da tay khô chắc chắn là số khổ rồi, không sướng. Có giàu có thì cũng cực, có giàu cũng cực thân lắm. Luôn luôn phải đấu trí, luôn luôn phải suy nghĩ, luôn luôn phải lo lắng, không có nhàn thân. Suốt ngày xoay đầu trước, xoay đầu sau. Nói chung là rất là chật vật, rất mệt mệt mỏi. Cái đầu đường sinh đạo của chị nó bị cắt rất nhiều. Đây là dấu hiệu thời thơ ấu vất vả. Vợ chồng lập nghiệp hai bàn tay trắng, không có gì hết. Bước ra đời rất là vất vả, cực lắm. Có đúng không? Ừ. Dạ đúng. Ồ, hai bàn tay trắng lập lên đúng từ hai bàn tay trắng. Nhưng mà lấy nhau được thời gian, bắt đầu là làm ăn lên. Lấy nhau được 5 đến 7 năm bắt đầu làm ăn lên. Lên 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 đến cái tầm này thì nó đang có dấu hiệu suy thoái. Có nghĩa là nó xuống. Làm không giữ được tiền. Hoặc kinh doanh buôn bán nó bị thua lỗ, thụt lùi. Hoặc cho người ta nợ tiền hàng quá nhiều rồi không đi đòi được. Nói chung là cái kinh tế của chị đang đi xuống. Nó đi xuống từ 3 năm nay cơ. Cuối năm 2019 này, 2020, 2021 này. Và sang đầu năm 2022 năm nay vẫn chưa thấy gì. Có đúng hay không? Dạ đúng. Ờ. Càng lúc càng xuống dốc, càng lúc càng đi xuống, không có thuận lợi. Năm nay lại là năm chị 43 tuổi, 43 tuổi chị sao Thái Dương. Nhưng năm nay vướng ở cái năm tam tai của chị. Vì thế ít nhiều, công việc nó cũng đi xuống nhiều. Đầu năm bây giờ chả thấy cái gì thuận lợi cả. Mọi thứ nó vô cùng bất lợi. Chồng chị năm nay 50 tuổi, sao Thái Dương. 50 tuổi, hạn toán tận, chủ về hao tiền hao của. Tiền bạc cứ không cánh mà bay. Rồi cứ phải chi khoản này khoản kia, khoản này khoản kia, chi ra rất là nhiều mà thu lại chả đáng là bao nhiêu. Tiền bạc nó cứ ra nó trôi rất nhiều. Đấy. Mình tính cái điều gì, mình làm cái điều gì nó cũng không có thuận, nó như là có người ngáng chân mình đấy. Hoặc là chuẩn bị dâng tới miệng, chuẩn bị ăn tới nơi rồi vẫn hụt như thường. Đấy là chồng chị với chị thì công việc làm ăn nó suy thoái như vậy đấy. Đây này có số phá sản nữa này. Đấy, có hai đường chỉ hướng xuống trên đường chỉ sinh đạo rất đậm và rõ nét. Đó là dấu hiệu số phá sản. Đấy, trong thời điểm này đấy này. Tiền bạc làm không giữ được, bị xuống dốc, bị ra hết thì gọi là phá sản. Nhưng rồi tay này cũng sẽ vượt lại thôi, chứ không nên nỗi nào đâu. Rồi sẽ vượt lại được, mất vài năm, phải mất vài năm nữa. Trên đường chỉ sinh đạo thì cạnh nó có một đường chỉ sinh đạo đôi, đó đường chỉ sinh đạo song song, sinh đạo đôi. Người sở hữu sinh đạo đôi thì gặp dù đại nạn như thế nào cũng đều được vượt qua. Tiếp theo nữa là cái tuổi thọ sẽ rất là cao, về ngoài 70 đấy. Và kèm theo đó là số hậu vận sẽ được nhiều về đường con cái. Đó là những bản chất của người sở hữu đường chỉ sinh đạo đôi trong lòng bàn tay. Đấy. Thì tin chắc là chị sẽ vượt qua cái đại nạn này thôi. Và đường con cái cũng như là cung tử tức của chị rất là tốt, sẽ được nhiều về con. Số chị đẻ thì tầm 2-3 cháu. Giờ mấy cháu rồi? 2 cháu chưa? Dạ 2 cháu thôi. Ồ đấy, số được nhờ con đấy. Đấy, con cái thành danh đấy. Em nhìn thấy rõ sáng ở đây là được nhờ tầm 2 đứa. Dạ. Đấy, trong gia đình chị cũng là người đứng ra quán xuyến, lo lắng hết. Lo từ trên xuống dưới. Nói chung là số nặng gánh gia đình, lo nhiều. Mình là thân đàn bà con gái nhưng mà có thể thay quyền chồng luôn. Mà mẫu bàn tay này chị với chồng chị làm nhiều mảng, chứ đâu chỉ riêng một mảng đâu. Kinh doanh nhiều mảng, đầu tư vào nhiều mảng, hụt hạp vào nhiều mảng, chứ không chỉ riêng một mảng đâu nhé. Bạn trong buổi coi ngày hôm nay chị thắc mắc gì? Dạ, thì nói chung là thử coi là, tức là thứ nhất là nhờ thầy là coi dùm gia đạo nữ, trong gia đạo nhà nữ là có bình yên hay không. Và xin trả lời cho chị đó là chị với chồng chị hai tuổi này cũng không hợp nhau đâu, dễ bắt đầu. Cái cung bắt quái là cung tốn với cung khôn. Xét theo cung sinh bát quái thì chị là 1980, đó là tuổi canh thân, cung khôn. Chồng chị là 1973, đó là cung tốn. Sẽ có một cái câu thơ như sau. Đấy, tốn biến khôn,
cung mệnh của chồng biến cung mệnh của vợ. Tốn khôn. Ngũ quỷ hình thương ám ảnh hoài, rốt rồi Nam Bắc phải chia hai. Nếu còn vướng bận dây con cái cũng phải bôn ba đến xứ ngoài. Đó là dấu hiệu báo là chị với chồng chị kiểu gì số cũng phải bôn ba. Bôn ba nay đây mai đó, chứ không ở trên đất quê hương đâu, là phải đi xa quê đấy. Và rồi đó cũng là dấu hiệu là tình cảm vợ chồng chị rất dễ lục đục xảy ra giữa hai cái tuổi này. Đấy, bởi vì hai cái tuổi này nó rơi vào cung ngũ quỷ nhé. Tốn khôn nó rơi cung ngũ quỷ, nó khiến cho tình cảm xấu đi xuống rất nhiều. Vợ chồng không có hòa hợp được. Đấy, mỗi người mỗi ý, bất đồng quan điểm, bất đồng tư tưởng. Không có hợp nhau. Chị thấy em nói đúng hay sai? Dạ đúng rồi. Tình cảm xấu rồi đúng không? Vợ chồng thì cũng bình thường nhưng mà cũng không hòa hợp với nhau. Không hòa hợp. Và phải đi bôn ba chưa? Dạ, bôn ba chưa. Bôn ba, nói chung là cái lúc mà mới sinh con thì hai vợ chồng cũng bôn ba. Bôn ba vào vòng Nam nhưng mà không sinh sống được thì về lại. Đấy thì đúng là bôn ba là còn gì nữa. Dạ. Và tình cảm này nó sẽ xung khắc với nhau rất nhiều, càng ở với nhau lâu là sẽ xung khắc nhiều, bất đồng nhiều. Phải nhường nhịn nhau lắm mới ở được đấy, chứ hai tuổi này đường hôn nhân nó cũng xấu chứ không có tốt. Năm nay khuyên là không nên đầu tư làm ăn gì lớn, năm nay nên an phận thì sẽ là tốt nhất nhé. An phận, đấy, bởi vì năm nay cũng là một năm bất lợi, không nên đầu tư lớn, chỉ nên an phận thôi, làm nhỏ nhỏ bé bé thôi thì vừa sức của mình thì sẽ được. Còn muốn công việc tốt hơn thì có thể thỉnh lộc làm ăn. Bên em có nhận thỉnh lộc làm ăn đấy, chị muốn làm thì gửi thông tin qua đây rồi thỉnh cho cái lộc làm ăn để công việc làm ăn tốt hơn, khá hơn, tiền của nó ổn định hơn. Chắc theo dõi nhiều video rồi sẽ biết. Thầy cho em thỉnh lộc làm ăn. Với lại nói chung là vừa rồi á, em cũng dạy vừa rồi, từ hồi xưa bây giờ là em không có chơi cơ bạc, nhưng mà cũng trên mạng nó ù rủ này kia, cho nên là em có chơi mà chơi chẳng lẽ trên mạng á, thì thua nhiều lắm thầy. Thua hết mấy trăm triệu. Thầy lấy lại cho em được không? Thầy trả thầy nào lấy lại cho chị được hết ạ. Cờ bạc là bác thằng bần, chả có thầy nào chạy vào đây mà lấy lại cho chị được hết. Chắc chắn cho chị là như vậy luôn, không thể nào lấy lại cho chị hết. Nãy giờ đúng không, em có phân tích cái đường chỉ tay của chị đúng không, em có nói là chị có số phá sản đúng không? Đấy thì em có nói rất là kỹ, đó là phá sản ngay từ cái thời điểm hiện tại đúng không? Đấy, em cũng vừa cảnh báo với chị luôn đấy, dấu hiệu thoát tài đấy, phá sản đấy. Thì đây là một cái bước ngoặt trong cuộc đời của chị, bắt buộc chị phải trải qua. Dù muốn hay không thì cũng đều phải chấp nhận như vậy. Không có được cách nào lấy lại được cho chị hết nhé. Đã mất cờ bạc rồi thì thôi, tốt nhất là chị không nên dính vào cờ bạc nữa. Bởi vì chị càng cắm đầu vào cờ bạc, chị chỉ có đường chết thôi, hoặc là bán nhà bán cửa thôi nhé. Từ giờ hãy gạt bỏ cái suy nghĩ cờ bạc là bác thằng bần, và hãy tập trung vào công việc đàng hoàng nhé, công việc cho nó tử tế. Thì em sẽ giúp cho chị công việc làm ăn chân chính nó sẽ tốt hơn, khá hơn, để mà lấy lại cái số tiền đó. Chứ còn mà bây giờ thỉnh lộc làm ăn mà để cho khiến cho mà đánh bạc được thì không có nhá, không có. Chả có phép nào mà độ cho cờ bạc cả, lô số cả, không có đâu nhá. Còn thỉnh phép để cho công việc làm ăn chân chính của mình nó thuận lợi, buôn bán làm ăn chân chính thì sẽ làm được. Còn mà nói độ lô số cờ bạc để mà thắng thì không được. Bởi vì nó sai. Đấy. Nếu mà làm được như vậy thì em tự làm cho bản thân mình, chứ cần gì phải lên đây xem cho chị làm gì, đúng không? Độ cho thỉnh cho phép cho đúng một hôm đánh trúng con đề thôi, cắm cái sổ đỏ đấy, hôm sau được mấy chục cái sổ đỏ khác đúng không? Có phải nhanh hơn không? Sao phải ngồi lên đây coi cho từng người làm gì? Đúng không? Cái bàn tay này sau này có được sướng không thầy? Bàn tay này sau này có được sướng hay không à? Tay này sau này chỉ đủ ăn, rồi hậu vận được nhờ về con cái. Bàn tay này không giàu được, bởi vì cái đường chỉ phá sản nó xuất hiện dày đặc và nó nhiều.
đấy, co vực lại thì cũng đỡ đỡ chút chút chứ, nhưng mà đó là dấu hiệu sau này hậu vận được nhiều về con cái. Còn bát cảnh lần nào nữa không thầy? Sẽ còn nữa, chưa hết nhé, chưa dừng đâu. Năm nay mới có 43 tuổi à, từ giờ năm 48, 49 tuổi vẫn còn nữa, chưa dừng. Và chị mà vẫn còn cái suy nghĩ là muốn cờ bạc, muốn làm ra tiền nhanh thì chỉ có chết thôi. Chắc chắn là chỉ có chết thôi. Em bây giờ em chỉ muốn lại lấy lại số tiền đã mất thôi. Không lấy lại được, đã mất rồi thì không lấy lại được. Mình chỉ có cách lấy lại đó là bằng cách làm ăn chân chính nhé. Còn càng chơi càng chết, càng chơi càng chết. Chúng đã lập trình trên mạng hết rồi, mình vào đánh nó nhử nhử cho vài phát đầu là ăn, bắt đầu thấy vui thấy mừng. Nhưng về sau là chỉ có mất hết thôi, nó lập trình hết rồi nhá, không thể nào thắng nổi chúng nó đâu. Đố chị tìm được người nào mà đánh cờ bạc trên mạng mà thành công đấy, mà làm giàu đấy, không có, đều chỉ là bán nhà bán cửa đi thôi, rồi nhảy cầu thôi. Em có mấy thằng bạn đấy, bây giờ chúng nó trốn nhà bỏ nhà đi rồi đấy, cũng vì cờ bạc lô số đấy, cách đây vài hôm trước rồi này. Vì thế là khuyên nhá, chấm dứt ngay cái suy nghĩ này đi, còn dính vào là còn chết. Đây hôm nay gặp được coi như là có duyên, đã đưa ra lời khuyên là như vậy, nhưng mà còn cố tình cắm đầu vào chơi, sau này thì hậu quả gì thì chị tự chịu đấy nhé. Thầy có thể coi giùm em là hai đứa con em được không? Ngày tháng năm sinh của cháu đọc đi. Ngày tháng năm sinh của hai cháu. Dạ, đứa lớn là ngày 17 tháng 7 năm 2006. Trai gái? Dạ, con gái. Đây là âm lịch hay dương lịch đây? Dạ, dương lịch thầy ơi. Không nhớ ngày âm lịch luôn á thầy. Bạn này thì học hành không theo đuổi được, mà cho cháu học nghề làm nghề thôi. Như đứa này sau này nó cũng nhanh nhẹn hoạt bát, có nghề trong tay, cho có thể học về những ngành nghề liên quan đến làm móng, làm leo, làm đẹp thẩm mỹ gì đó nhé. Hoặc là kinh doanh buôn bán nhỏ nhỏ gì đó thì sẽ hợp với cháu. Còn theo học hành thì không nhờ nhé, khó theo đuổi học hành. Đường tình duyên của cháu thì hơi trắc trở một xíu, cho kết hôn muộn là tốt nhất, đừng cho kết hôn sớm. Đọc đứa tiếp nào, tiếp theo. Đứa thứ hai là em nhớ là mùng 10 tháng 12 năm 2012 là ngày âm. Trai gái? Dạ, con trai. Đứa này tháng 12. Đứa này thì sau này có nghề nghiệp ổn định, công danh của cháu cũng khá luôn nhé, nhưng mà cái đường tình duyên của cháu cũng vô cùng lận đận, vô cùng trắc trở. Riêng hai bạn thì bạn này phải quản lý thật chặt, bởi vì bạn này hơi ham chơi một xíu nhé. Bạn này hơi ham chơi một xíu, phải quản lý bạn này thật chặt, kỹ lưỡng. Ham chơi, thích chơi điện thoại, máy tính, tivi, điện tử hay gì gì đó, ham chơi lắm. Giờ thấy ham chơi chưa? Dạ, dạ. Đúng không? Đúng hay sai? Dạ, đúng. Phải quản lý bạn này thật chặt, kỹ lưỡng nhé. Còn hai cháu sau này không có thiên hướng theo học hành mà sẽ nhảy ra ngoài làm tự do, nhưng phải bảo quản kỹ lưỡng cái đứa thứ hai này đây, 2012 này đây, hơi ham chơi, hay hùa theo chúng bạn, quản lý thật chặt không đứa này rất dễ hư hỏng nhé. Kỹ lưỡng sát sao cái thằng 2012 rồi, nhỏ không uốn, lớn lên là không uốn nắn được đâu nhé. Còn chồng nữ thầy? Con chồng là nữ thì là ngày 1/9 năm 1973 đó là ngày dương. Ông chồng thì bảo thủ cố chấp, ngang lắm, tính cách cứng đầu lắm, bướng. Ngang, cứng đầu, bướng, lì. Đúng không? Dạ đúng. Nói chung là nói câu trước câu sau là hay gây lộn rồi. Nói chung là ông này, ông ấy chả coi ai ra gì hết. Anh chị em trong nhà, người thân ông cũng chả coi ai ra gì hết. Ông nó gạt phăng hết. Ông ấy chỉ coi ý kiến của ông ấy là nhất thôi. Tính cách rất là bảo thủ, rất là cố chấp, rất là ngang ngược. Chính vì cái tính cách bảo thủ, cố chấp, ngang ngược như này nên chị mới chán. Nên vợ chồng nó mới xung khắc đấy. Cũng chính vì cái tính cách này ra đấy. Đã bao nhiêu lần muốn bỏ nhau rồi nhưng có bỏ được đâu, phải không?
Đã bao nhiêu lần muốn thôi, không ở, muốn ở với nhau nữa nhưng mà không bỏ được, bởi vì đây là cái duyên rồi, cái nợ rồi, đi không được, còn vướng con cái này kia nữa, nói chung là rất khó. Thôi số chị nó như vậy, giờ phải chịu như vậy còn sao nữa, phạm vào cái ngũ quỷ mà. Còn muốn thỉnh Lộc làm ăn thì gửi thông tin qua đây làm Lộc cho, yêu cầu họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ đang ở và số điện thoại. Cần những thông tin như thế để làm nhé. Nó có tác dụng cho một năm, mà nên nhớ nó chỉ độ cho chị cho công việc làm ăn chân chính. Còn những cái việc mà lô số đề cờ bạc hay những việc gì mà trái với đạo đức lương tâm con người hay là vi phạm pháp luật thì nó sẽ không độ cho đâu nhé. Có khi còn phản lại nữa. Thỉnh xong có khi lại còn đen hơn lúc chưa thỉnh nhé. Trả lời cho chị là như vậy. Thôi tình hình như vậy nhé. Có gì thắc mắc nhắn tin lại nhé. Dạ, em cảm ơn thầy. Ok, chào chị.